Tôi là một cô bé không có nhà để ở, phiêu bạt giang hồ. Xin vô 10 quân đoàn thì hết 9 quân đoàn từ chối, một quân đoàn còn lại giải tán. Cho đến một ngày đẹp trời. Nghe nói tụi bên kia toàn dân map nhỏ, bán ghê lắm á chị. Em nghe nói có hàng còn ngang cơ C4 em ấy. Em biết mà, nhưng mà bên mình thua 5 lần rồi, thua nữa thì hơi. Chị đã bảo chị mày cân hết còn gì, mày không tin chủ quân đoàn. Dạ bọn em tin, nhưng mà còn vấn đề nữa. Gì nữa? Lần này bên đó gạ solo 44. Thành viên quân đoàn đâu hết rồi, bảo chúng nó vô bắn. Chị à, quân đoàn mình chỉ có 3 chị em mình thôi, chị quên rồi à? Ừ nhỉ, không thể thua được, mình thua bên đó cũng 5 lần rồi. À, alo cậu ơi, nghe nói cậu đang tìm người bán phòng hả? Tôi bán cho. Ha ha, đồ như này mà đòi bán á, mới chơi à? Ủa, đồ thì liên quan gì? Sao tôi biết là cậu có bán hay không? Chị ơi, bên đó tạo phòng rồi, mình ra thôi. Ờ, đã đủ người đâu. Thôi cho đại đứa boss này vô bắn đi. Cậu mà làm quân đoàn tôi thua thì coi chừng. Nhưng mà nếu thắng, cậu phải cho tôi vô quân đoàn nhá. Chị tính cho nó vô quân đoàn thật à? Mày nghĩ sao mà tao cho nó vào? Ê, hai người thì thầm gì đấy? À không có gì, bắn tốt tao cho vô quân đoàn. À ok ok. Ngục một liền, khám ba con boss. Này, nó bắn cũng được á chị. Lần đầu tiên bên mình được 1-0, trước toàn hô trắng. Mày không nói không ai bảo mày cân đâu. À dạ. Gì đấy, thằng sừng này tránh xa tao đã. Ngục thì ngục chỗ khác, ngục chỗ ta làm gì không biết. Lại sừng, đi hay ho đồ, hay ho cũng uống thuốc đi còn chơi game. Ủa sao bảo thắng cơ mà, bắn như con boss mà còn to mồm. Thế tôi hỏi nha, 30 là Tết hay là mùng 1? Mùng 1. Thế thì xoắn cái gì, mới một đều. Lo mà bắn cho thắng vào, không là không được vô quân đoàn đâu. Gì mà làm hết rồi trời. Tập trung bắn đi, thua thì cẩn thận đó. Á đù, nó bắn full đầu kìa chị. Im đi, cũng chỉ làm hên thôi. À đù, viết vậy. Chị mày bắn hay nhất ok. À vâng vâng. Ê, bên chỗ tôi đông này. Gì đây, lại cái thằng sừng. À ừ, khịa đi, mày tưởng sừng là to à? Minh Trường à, nhớ mặt bổng cô nương đấy. Trời ơi, lần đầu tiên bên mình bắn được 6 điều. Chị em là nhất, bắn hay quá. Rõ là mình gánh mà trời. Nhớ là nếu thắng phải cho tôi vô quân đoàn đó. Biết rồi, uy tín mà. Mấy cái thằng này chị đã bảo là công từ từ thôi. Thế này thì thua mất chị ơi. Ờ, nếu cậu giúp thắng ván này thì chủ quân đoàn thuộc về cậu. Chị nói gì đó trời. Yên tâm, nó không bắn thắng được đâu. Cậu hứa rồi đấy nhá. Ui chị ơi, có khi nào nó công bố không? Bên kia bắn ghê lắm, không được đâu. Năm ba con boss. Giờ thì thực hiện lời hứa đi chứ. Tôi không cần chức chủ quân đoàn, chỉ cần vô quân đoàn thôi. Ủa gì? Ủa sao kích tôi? Người ta kích là phải biết người ta không cho vô rồi. Lại còn... Ủa mấy người nói nếu thắng đâu, cho tôi... Đâu, bao giờ, trùng cửa đâu? Chị ơi, bên kia xin vào. À đâu, cho vô để khịa chơi. Tem bạn gà quá bạn ơi. Xác nhận kết bạn đi cô bé. Trời trời, thấy người ta bắn hay nên muốn kết bạn chứ gì. Tôi không bảo cô, tôi bảo bé cát kìa. Nếu không có cát chắc tem cô thua lần thứ 6 rồi. Ao nhóm đi, tôi mời cô bé. Cậu dám nói vậy ư? Không biết bảo mình ra làm gì nữa ta. Ờ, mời rồi nè. Anh ơi, em muốn cho cô bé này vào quân đoàn mình được không anh? Cô bé này à? Anh ơi, em muốn cho cô bé này vào quân đoàn được không anh? Cô bé này à? Bi à, anh nghĩ sao mà, cách ăn mặc kìa. Anh thấy cô bé này bắn hay mà. Em nghĩ do ăn may thôi, chứ nhìn bận đồ như mới chơi. Không cãi nhau nữa, quân đoàn tuyển trình chứ không có tuyển người mẫu. Đúng. Anh hai. Nhưng quân đoàn có luật, muốn vô phải solo với kỳ cựu. Nếu thắng thì sẽ được vô. Kỳ cựu là ai? Tôi nè. Chả biết quân đoàn này có như quân đoàn nãy không nữa. Solo cho cố, thắng đậm đà hương vị tình người. Cái không cho vô quân đoàn. Gì đây? Chưa gì đã thấy mùi không hay rồi nha. Có chuyện gì không? Tôi không muốn cậu vô quân đoàn nên biết điều thì rút lui đi. Tại sao? Cậu biết tôi là ai không? À, không nói sao biết. Cậu, tôi là em gái chủ quân đoàn này. Nên kể cả cậu vô quân đoàn tôi cũng sẽ kích cậu ra thôi. Đã vô được đâu mà kích, vô được rồi tính sao ha. À tức quá mà, không thèm nói với cậu nữa. Dù sao cậu cũng không thắng nổi bi của tôi đâu. Bi của tôi, bộ hai người đó yêu nhau à trời. Thế ca này lại khó rồi. Nếu người yêu bi đã không thích mình vô thì chắc bạn bi này bắn không đương tay đâu. Nhắn cái gì đây? Ủa, lạ lùng ghê ha. Để coi nào, trận đầu lục bạc nào. Ủa, sao cậu chui đâu ra đây vậy? Nhóc bao nhiêu tuổi mà xưng cậu với tôi. Nhưng mà sao tự nhiên lại vô đây? Thì vô giám sát chứ biết đâu nhóc nhờ người khác bán làm sao. Trời ơi, ai rảnh đâu. Rồi cậu ta bán đi đâu vậy trời? Chả lẽ nhường mình. Rồi, bà Hoàng bay giáp. Có yêu cầu bay mũ đâu mà không bay giáp. Sao nhóc muốn vô quân đoàn tôi vậy? Nhóc không thắng được đâu. Bi nó bán hay nhất trong quân đoàn tôi mà. Nói nhiều quá, ra cho tôi bắn đi. Này, tôi là chủ quân đoàn nha. Chưa ai dám nói chuyện với tôi như nhóc đâu. Nay thằng Bi nó bắn sao rồi trời. Này, nhóc nhiêu tuổi vậy? Hỏi làm gì? Thì ai vô quân đoàn mà chả phải khai tuổi thật. Nhưng đã vô đâu mà khai. Rồi, giờ tôi vô quân đoàn được chưa? Bi này nó bắn kiểu gì trời? Cảm ơn cậu vì nãy đã nhường tôi. Nhường gì đâu, cậu bị bắn hay mà. Mà sao người yêu cậu không thích tôi vô mà cậu lại giúp tôi vậy? Hả, người yêu nào? Thì cái cậu Vi gì đó. Đâu, Vi là em gái của chủ quân đoàn tôi thôi, chứ tôi làm gì có người yêu. À, vậy sao, bảo sao? Nhưng sắp có rồi. Hả?
À không có gì, à, chủ quân đoàn xin vô này. Ủa sao cô cũng ở đây? Anh à, nay anh bắn kiểu thì gì vậy? Thì bạn ấy bắn thắng rồi mà, chứ anh bắn vẫn vậy. Anh hai à, không được cho cô ta vào, Bi nhường đấy anh. Bi à, sao em lại nhường? Lưu Lưu, anh tôi sẽ không cho cô vào đâu. Nhưng thắng vẫn là thắng, nên chào mừng nhóc đến với quân đoàn. Ờ, anh hai. Cuối cùng cô bé cũng được vào quân đoàn, có gì cần giúp thì cứ ới tôi nhá. À, cảm ơn cậu. Này làm gì vậy, tránh ra chỗ tôi. Ê, nhóc ơi. Cá đây máu nè. À, cảm ơn cậu nha, nãy gọi tôi gì vậy trường? À thôi không có gì đâu, không đưa cho cậu máu này, mà này, ai cho cậu lấy máu của Bi? Ờ sao anh xuống xe? Không có gì đâu mọi người, đi đi. Em nghe tiếng xe ồn đau đầu lắm. Xe không đi, đi bộ với mình hả trời? Hai bên đều có địch đó, đừng qua đây. Không sao không sao, vẫn ổn. À cảm ơn nhóc. Tôi mời cô bé rồi đó. Rồi cảm ơn cậu nhé. Em không đồng ý cho cô ta vào quân đoàn đâu. Nếu anh để cô ta vào em sẽ rời quân đoàn.